Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cách nấu cơm gạo lứt, cháo và rang mè. Chú ý không dùng muối iốt và muối bọt, muối tinh chế. Lượng nước có thể thêm bớt tùy theo loại gạo. Không nên nấu bằng nồi cơm điện và nồi nhôm. Tốt nhất là nồi đất, đến nồi thủy tinh, nồi gang, nồi inox. Cách nấu gạo lứt bằng nồi thường. Một chén gạo, hai chén nước và 1/4 thìa cà phê muối hầm. Tất cả cho vào nồi nấu sôi khoảng 5 phút, đậy nắp rồi tắt lửa. Sau 20 phút nấu tiếp với lửa nhỏ khoảng 30 phút là cơm chín. Ha ha ha, 闻什么的说